Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Và đây là ngày thứ 44 của mình anh em nhé. Let's go, cùng nhau lựa chọn những cái gói miễn phí có thể nhận được nào anh em ơi. Rồi, thẻ tháng. Trời ơi, thẻ chọn đời. Ok, đấy chính ra thẻ chọn đời đến thời điểm này nó bắt đầu phát huy tác dụng rồi đây anh em ơi. Mình chuẩn bị là nhặt sang một em pet khác anh em nhá. Bây giờ khi mà đi đấu pháp nhiều thì mình bắt đầu nhận thấy là có một số em pet nó đã phế đi và một số em pet là nó đang mạnh lên. Nên là thời thế thay đổi chúng ta cũng cần phải thay đổi theo thôi. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt anh em ạ. Gói hạn giờ. Ok, được 3 cái free. Vận may xem nào. Có một cái nhiệm vụ chia sẻ được thì mình sẽ làm trước. Đấy. Còn lại mấy cái kia tí nữa là chặt nào thôi. Tầm bảo trợ yêu. À, tầm bảo trợ yêu thì sau khi mà mình ngồi ngâm cứu mãi, ngâm cứu đi, ngâm cứu lại thì thôi, mình lại chọn vào em tiên hữu anh em ạ. Bởi vì khả năng cao là mấy em tiên hữu đấy chỉ có thể sở hữu ở trong mấy cái event kiểu như thế này. Nó tương tự như kiểu là em tiểu vũ ấy. Mà tiểu vũ khá là ngon. Đấy, xác nhận lựa chọn luôn nha. Ok. Rồi, đấy là có 3 cái nhiệm vụ ở đây đúng không? Tí nữa mình sẽ làm thêm nhiệm vụ để có thể là nhận thưởng sau anh em nhé. Ở đây thì còn 4 lượt, hôm nay làm 3 lần nữa là mình sẽ có thêm 100 đảo. Cũng được. Tự nhiên hôm nay chẳng biết ông nào nhập cái mã của mình vào thế là mình tự nhiên là được thêm một lượt triệu hồi tiên hữu này. Hay là sau khi cập nhật xong anh em nào cũng được một lượt nhỉ? Cái này thì chịu ấy. Ảo ma Canada vãi cả trưởng luôn. Rồi, chặt đảo tí anh em ơi. Xem hôm nay có lên được 3,5 ức không anh em nha. Tinh quái này. Tinh quái đang tích lũy cần lực anh em ạ. Biết đâu tuần sau nó ra event tinh quái hay sao. Thần thông. Nhận mấy cái free đó. Rồi. Không có cái tím nhà anh em nhà. Buồn thực sự luôn á. Bang. Ui dồi, bang là thậm 5. Không sao. Anh em đoàn kết là được, hạng bao nhiêu không quan trọng. Miễn phí này. Đào tiên 100 đào nữa. Ô, scale luôn. Ô, phúc địa mình phải tranh thủ mình auto luôn. Nếu không sang ban ngày là cái tỷ lệ ra đào 4 đào 5 là nó bị giảm đi anh em ạ. Còn gì đông ta? Tiên cung. Tiên cung hôm nay là có cái gì đây? Ai, được quá nhỉ. Cộng thêm 20 đào nữa là ok đấy. Giảm thời gian 26 ngày nữa anh em nhé. Cùng đếm ngược để có thể lên được game 16 anh em ơi. Lâu vãi cả nhái luôn như đùa đâu. Pháp bảo 1 2. Rồi 4k tiên ngọc. Thế này thì mình có nên chơi trong tầm bảo trợ yêu tí không anh em nhỉ? Nhiệm vụ liên kích à? Khoan, phải xử lý ngay con liên kích này mới được. Ok. A chà, nó lại tăng điểm lực chiến anh em ạ. Thật là tình cờ mình cũng đang cần liên kích. Bởi vì ngày hôm qua là build bạo kích nhiều quá. Thành ra là đi đánh dị thú xâm lược nó lại không được sát thương cao anh em ơi. Phải có chút liên kích. Ây à. Dạ, tưởng one hit từ đây đấy, chết. Hên quá, không được anh em ơi. Hên quá, không dám ra đường. Nhận thưởng luôn này. À, hôm nay là cài lại cái gói tiên duyên này anh em ơi. Để xem ra nào mấy hôm nữa mà full được cái này là có thể là mình sẽ lại vã thêm 250k vào đây. Để có thể là nhận thêm 60 cái đá cú sáng nữa. Và thế là vật cưới của mình chuẩn bị lên được bậc 6. Đấy, anh em cùng đón chờ nhé. Ui da, thêm 100 đào thôi. 55 à, tức là 2 hôm nữa thì mình sẽ có được cái thần thông ngẫu nhiên. Nhưng mà chỉ là thần thông tím mà thôi. Ai chà, để có được cái thần thông ngộ đạo tùy chọn này là cũng căng văn thẳng phết anh em nhỉ. Nhiệm vụ kêu chiến đấu phát 5 lần, tăng cấp linh thú 3 lần. Cái này có vẻ là dễ này. Đây thì mình reset 3 lượt miễn phí nhưng mà nó không ra cái gì anh em ơi. Tăng cấp và re 3 lần à? Thế phải triệu hồi một em này đã. Đây, mình đây, lúc nãy mình có đã chia sẻ với anh em rồi. Hiện tại có một số em pet nó đang lên ngôi, ví dụ như là em Huyền Vũ. Khả năng hồi máu cũng nó cực kỳ khủng khiếp. Lại còn tăng thêm 20% thủ. Mà bây giờ cái khả năng thủ này nó rất là quan trọng. Nó kết hợp với cả giảm sát thương nữa.
Thì để hôm nào mình sẽ làm cái clip chi tiết là làm thế nào để chúng ta có thể build được. Kẻ địch đánh mình chỉ mất một máu thôi. Đấy, thì mình sẽ nói rõ hơn. Còn anh em cứ nhìn mình đây là biết là meta bây giờ nó chuyển sang em Huyền Vũ một tí rồi anh em nhá. Đấy, thì mình để em Huyền Vũ ở đó. Phản công thì bỏ luôn. Mình không thích chơi phái phản công. Lấy một em level 30 để có thể là 30 ngự linh thành để có thể là nâng cấp lên làm nhiệm vụ. Ok. Nhiệm vụ này đã hoàn thành. Yêu chiến đấu phát 5 lần à? Dị thú xâm lược 3 lần đúng không? Ok luôn. Dương thần ra trận. Ý khoan. Dị thú xâm lược. Xem đây là đánh được bao nhiêu nha. 64,62. Đấy, mình vừa mới đổi có một món liên kích cho bạo kích thôi mà anh em thấy là cái sát thương gây ra nhiều hơn hẳn luôn nha. Bởi vì là dù sao đi chăng nữa thì cái tỷ lệ liên kích nó cũng phải cao cao một tí. Thấp quá là như mình ngày hôm trước, trong video hôm trước là nó sẽ không được sát thương cao đâu. Dù có bạo kích cao đến mấy đi chăng nữa thì nó cũng không được cao cho lắm. Nếu như bị thiếu liên kích nha. Hơi tiếc là ngày hôm nay mình, đến thời điểm này mình vẫn chưa được có được em quỷ tướng. Mình thiếu đúng em quỷ tướng đấy chứ. Cay thực sự anh em ạ. Ok, chuyển sang nguyên thể nha. Tránh trường hợp là trong vòng đấu pháp anh em PK cho loài mồm. Tầm bảo trợ yêu, nhiệm vụ. Xong một nhiệm vụ nữa. Lại là bạo kích này. Giờ nhìn thấy bạo kích chưa chắc đã vui đâu. À, món cũ cũng là bạo kích à, thế được. Rồi, ra trận tiếp. Tiếp tục. Tầm bảo trợ yêu. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là cái gì đây? Thu thập đạo cụ đúng không? Thu thập vật phẩm người khác. À, hai cái này làm dễ này. Nói chung là có một cái mẹo đây thì anh em chắc là cũng biết rồi. Nhưng mà mình cũng chia sẻ luôn để anh em nào mới chơi chưa biết nhé. Thì làm nhiệm vụ này nó hai nhiệm vụ đấy rất là đơn giản mà không cần phải chờ đợi lâu này. Đấy. Ok chưa? Hai này. Thu hồi vất không mất thể lực nha. 3 này. 4 này. Ây da. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. Holy shit, cái gì đấy? Đâu mất rồi. À, nó vừa reset ở trong cái phần bạn bè này của mình này. Đấy. Thế cho nên là nó bận đi thu thập mấy cái kia mất rồi anh em. Nhưng khả năng là mình vẫn hoàn thành được cái nhiệm vụ đấy rồi thì phải. Đúng rồi. Còn cái nhiệm vụ này tí nữa khi mà dư ra một con chuột thì mình lại tiếp tục làm nhé. Bởi vì bây giờ nó đang bận đi thu thập, chắc khoảng 2-3 phút nữa ở tranh thủ mình sẽ làm một số những cái khác. Khiêu chiến yêu vương đúng không? Khiêu chiến yêu vương. Để mình xem đây là có thể vừa là cái ải này chưa. Ui à. Nghe vẻ là cũng chưa đủ sát thương cho lắm. À, khả năng đủ đấy. Ê à, được nha. Ý xài, ngon ngay. Choáng à. Choáng thì lại sao còn âm thân nữa. Ui, được của nó anh em ạ. Perfect đấy. Tiếp tục. Thế là dị thú xâm lược này là mình cũng lời thêm được 100 đào nhé. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Ây à. Còn ngay. Lên 2.300 đào rồi. À đây. Hôm nay vẫn còn cái linh dịch ngọc tương. Tức là cái bình này nó sẽ free trọn đời nha anh em. Tất nhiên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ có 3.000 đào thôi. Hôm nay đã nhận được cái gì? À không, 3.000 tu vi thôi anh em nhé. Ok. Thôi, thế là được rồi. 25k, đừng có trông chờ gì nhiều quá anh em ạ. Lòng tham phải có giới hạn thôi. Tầm bảo trợ yêu, nhiệm vụ. Ok. À, 500 đào vừa đẹp luôn. Heal chiến đấu pháp 5 lần à? Đấu pháp 5 lần, để xem ông nào vừa đánh mình đây. Ai xài. Ê nhờ, ông này vẫn liên tục dí mình. Nhưng mà dù là 4,21 ức rồi nhưng mà mình vẫn có thể là chiến thắng được nhá. Gọi là hên xui thôi trận nọ trận kia. Ok. Ôi bạn này cũng lên 3,11 ức rồi này. Đánh thử xem hôm nay đánh cho bạn ấy không nha. Úi à. Ngang tài ngang sức. Ê. Nhưng mà em ứng lâm của bạn ấy ngày hôm nay thì không phẹt được mình nữa rồi. Bởi vì mình có em tiểu long nữ cũng như là sơn dã tinh. Bỏ qua. À giành chiến thắng được rồi. Cố trường ca này. 2,66 ức. Nhìn chung là tầm cùng phân khúc lực chiến thì mình cũng không ngán nào.
Đó, anh em thấy không? Trừ khi là bạn nào mà chơi choáng, mình không có kháng choáng thì mình bó tay thôi. Chứ còn cùng phân khúc lực chiến, vật cưỡi tương tự thì cũng không lo cho lắm. Bởi vì trên né thì PK hầu như là không sợ ai cho lắm anh em ơi. Ngon. Chân 2,57 ức này. Lần lượt đánh mỗi bạn một phát. Trừ bang của mình ra là được nha. Cứ bang giấu xét rồi mình sẽ oánh thôi. Bởi vì trái bang của mình mà. Ok. Như Lai này, 3,21 ức này. Thử xem là có ăn được bạn đấy không nha. Hay à, bạn này có em Thanh Long khá là ngon nha. Ok, nhưng mình né được. Ồ, vẫn thắng nha. Cộng 20 điểm ngọt lịp. Ủa, thế mà bạn đấy vẫn là top 3 này. Ghê vậy, nhiều điểm giữ ta. Rồi, có một món lim kích đúng không? Thế thì thay sang bên này đi. Không biết là thay cho món nào có năng lực chiến hay không, có luôn này. Nhưng mà điểm lim kích đã bị giảm xuống. Nhưng mà cái thuộc tính là tăng lên. Cũng được. Tiếp tục. 2.300 nào thì cứ xả thoải mái. Còn lâu lắm mới lên được đại thừa hậu kỳ anh em nhá. Ui giời ơi. Tuyết bơ. Nhiệm vụ thế nào? Xem nào, phúc địa có em nào rảnh rỗi chưa ta? Có một em rảnh rỗi này. Thăm dò thôi. Cứ đây mà chơi thôi. Không thể thu thập cùng á hả? Quá. Thu hồi. Một này. Hai này. Ba này. Bốn này. Năm. Sáu này. Và bảy. Đấy, bởi vì lúc nãy như mình thấy là mình đã có 3 lượt ok rồi thì phải. Ủa, có đồ gì đấy? Choáng à? Ê, tăng nhiều lực chiến phết không đùa nha. Ê, 831k điểm lực chiến liền á. Không đùa đâu. Liên kích à? Ui, giảm à? Thế thôi, bỏ luôn. Tâm bảo trợ yêu xem nào. Quay trở về ngay với cái nguyên thể. Và tiếp tục đó chính là chặt cây. Tâm bảo trợ yêu. Đấy rồi, đấy. Lại liên kích nhiều vậy. Thôi để mình tâm bảo nốt quả này vẫn đã. Xem x10 có ra được tiền hữu này không nhanh em ơi. X vậy đi. Ui. Không. Đèn thế nhỉ. Có nhằn phết đấy. Gói hạn giờ thế nào. Từ từ đã. Ở đây được thêm 4 lượt nữa này. Ê, ngon nha. Gói hạn giờ hình như là mình còn 86 bit ngay mà. Mua thêm cái này nữa. Ok luôn đi. Xem nào. 12 lượt đúng không? Bắt nó đi. Trời ơi, nó vẫn cứ là chưa ra anh em ạ. Nhưng ở đây mình có thêm 2 lượt nữa. 4 lượt. Ui vãi. Vẫn chưa ra. 48 rồi. 50 này. Ôi giời ơi, vẫn chưa ra anh em ơi, đen thế. Ê, né này. Ui, nhưng mà giảm né của mình đi nhiều thế, tận 4,5% thôi mình tách đây. Chứ mình không thể nào mà để cho cái chỉ số né của mình lại xuống hơn 200% được. Mình đang 301%. Phải nâng né cao lên mới được. Chứ tầm này vật cưỡi của một số ông cao lắm. Tầm bậc 6 rồi thôi. Đi PK là bị mất lại thế anh em ạ. Tăng cấp thần thông 5 lần, biến hóa thần thông 10 lần này. Nên thì đi luôn đi chứ còn cái gì nữa. Rồi bắt buộc thôi. Nhận thần thông X10 nha. Một phát duy nhất. Thôi, nâng tạm nâng bừa vào cái này đi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lần thôi đúng không? Đúng rồi, nhận thưởng luôn anh em ơi. Có 11 lần rồi nha. Nào, để xem ra được cái thần thông khủng khiếp nữa không nào. Câu trả lời là không anh em nhé. Cực kỳ là rõng rạc luôn. Đó. Thêm con cóc này nữa. Phát này là cái gì đây? Liên kích à, tăng nhiều lực chiến thế nhỉ. Ủa, bên liên kích của mình là lên 3,5 ức rồi nha anh em. Thế ở bên né mới chỉ có 3,37 thôi. Nè, cố lên xem nào. À, trong cái phần sạp đại yêu này thì mình cứ đổi mắc vào trong cái thần thông này đi. Bởi vì mình đang tích nó. Nhỡ đâu lại ra sự kiện thần thông đúng không? Phản công tách luôn.
Hoàng tà là vằn thế nhỉ, liên quan đến liên kích với bão kích nổ liên tục vậy. Ây à, tăng được nhiều gớm này anh em này, hợp lý nhỉ. Sao mà nó cứ tăng, nó cứ tăng mãi nhỉ. Cái mình cần né thì nó lại không ra mấy, ảo thật đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đổi sang bên phần dương thần đấy, để cho game nó lại sợ rằng vừa nói xong thì nó lại ra món né đấy. Mình đã bảo là mình đổi sang bên liên kích bạo kích rồi, để nó tưởng mình chơi liên bạo là chính nhỉ. Ê, nó lại cho ra đồ né ấy. Thế mà ảo ma Canada thực sự luôn. Rồi đây, có món đồ tăng kha khá nha. Ui, 17,3% luôn này. Nhưng mà giảm mất 20.000 công, nhưng bù lại thì được tăng thêm kha khá điểm HP. Thấy luôn. Ơ, đây, 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 đây. Chuyển sang bên dương thần. Đấy, giờ chặt này. Như lại ra choáng. Đấy, ảo ma Canada khi đổi sang dương thần phát nó ra hai cái môn phái kia ngay. Wow, 334 vạn luôn ạ. Được nhờ. Ok đấy, lại liên bạo mà chơi đấy. Auto chặt cây bằng liên bạo thì nó lại ra né với choáng anh em nhé.